Yeah. Ta sẽ vào xem cái trận đấu này luôn, coi con chích hỏa ở cái team ông này BK. Anh em thấy cái con gì không ạ? À? Anh em led đó ạ. À? Wow. À, hồi nãy cái tư ôi đấy. Chích hỏa vào đánh cái kêu. Đây 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 anh em. Úi giời ơi, 2 triệu à. À, khi mà con chích hỏa đánh thì nó sẽ có. Ui. Để mình coi lại coi. À, cái hàng sáu nó cũng bị dính thiêu đốt luôn thì phải. À, hay là à cái này là chắc là ăn cái chiến hồn thiêu đốt tàn cục rồi anh em ơi. Trời ơi, ở bên team bên phải chúng ta yếu quá. Chiến hỏa lần này được thể hiện rồi anh em. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì không biết ở chỗ anh em có mưa không chứ chỗ mình mưa tầm tã anh em ơi. Nhưng mà tuy là miền Nam nhưng mà cũng ảnh hưởng mưa rất là ghê. Đấy thì tối nay mưa quá thì em làm gì anh em, đi làm đồ đi học về xong rồi coi video của mình cho nó vui nhỉ. Ok thì ở trên bay ngày hôm nay có những cái gì anh em, thì có một cái bài viết khá là nhức não ở của cô KOF All Star Winter Game. Thì nó liên quan đến con chiết hỏa anh em. Đó thì hôm qua đến giờ rất là hot cái vụ chiết hỏa này luôn, từ khi em nó ra mắt và được cho vào xu hồn hạp để chiêu mộ. Đấy, không biết anh em có chiêu mộ hay không, được hay không, chứ chưa giờ mình chiêu mộ cái ạc clone anh em. Banh sát, mười mấy ngàn kim cương, tỷ lệ khá là thấp. Ok, đây ở trên bay này ghi là tên là hỏa, đánh ra hiệu ứng thiêu đốt, nhưng không phải tem hỏa. Chốt lại là chiết hỏa thuộc team sức mạnh bán xà, liệu có kết hợp được với team hỏa hay không, thì chờ các cao thủ trải nghiệm vậy. Đừng quên sự kiện chiêu mộ chiết hỏa, ok. Cái câu hỏi này bay đặt ra cho anh em thì cũng khá là hay. Thì mình theo cái quan điểm của mình giải đáp cho anh em, đây là quan điểm của mình thôi. Thì cái con chiết hỏa này á, tuy nó không thuộc team hỏa nhưng mà nó đánh vẫn có hiệu ứng thiêu đốt anh em. Thì cái hiệu ứng này thì không biết nó chắc là cộng được một tầng thiêu đốt cho trong team hỏa rồi. Đấy, nó không có ghi cộng tầng thiêu đốt, nhưng mà nếu mà đánh hàng á, cái hàng đầu á anh em, một cái hàng đầu thì đánh được 3 đứa. Đấy, thì nếu mà có tầng thiêu đốt thì chắc là sẽ có cộng thiêu đốt rồi nè. Rồi, có đi được với team hỏa hay không? Thì mình nghĩ là đi được anh em. Bởi vì nó cộng tầng thiêu đốt và cũng như là búp cho team hỏa cũng được một ít. Đó, có tầng thiêu đốt là búp cho team hỏa cũng được anh em. Giống như là con ca phẩy đó anh em. Hồi đợt cũng anh em cũng có hỏi là có đi với team hỏa được hay không. Thì mình thấy là vẫn được anh em. Bởi vì con ca phẩy là cái skill 3 năng lượng của nó cũng có mang hiệu ứng thiêu đốt. Đấy. Nhưng mà con ca phẩy thì mình thấy nó là con dứt điểm. Con dứt điểm nó bù lại cái lượng đam mà team hỏa đang thiếu nè. Team hỏa là nó đốt team bên kia sát thương theo thời gian. Đấy, và cũng như là búp các hiệu ứng, búp lợi cho team hỏa bằng những cái tầng thiêu đốt. Thì con chiến hỏa này bỏ vào thì mình thấy cũng khá là ok. Nhưng mà bị cái thì nếu anh em bỏ con chiến hỏa này vào thì chúng ta sẽ bị dư thiếu chứ. Bị dư anh em. Bị dư một cái con mà dứt điểm. Đấy, thay vì anh em chơi chiến hỏa thì anh em có thể cho thay con ca phẩy vào để dứt điểm anh em. Bởi vì cái đam cơ bản của con chiến hỏa này nó khá là thấp. Hôm qua mình đọc là nó chỉ cộng có 300+% thôi anh em ơi, khá là thấp. Đấy, nó chỉ hơn con chiến thôi anh em. Hơn chiến một tí. Đấy thì team hỏa thì anh em nào muốn chơi thì có thể lấy con ly về chơi cũng được. Đấy, đó là quan điểm của mình về con chiết hỏa này ha. Anh em nào có ý kiến gì về con chiết hỏa này, có đi được với team hỏa hay không thì hãy comment dưới. Tiếp hồi mình sẽ mở một cái trận đấu của bên server Trung Quốc, có cái trận đấu của chiết hỏa đó, là cho anh em tham khảo thử coi bên đó build như thế nào về con chiết hỏa ha. Thì để coi hôm nay ở trong game, ở trong server Trung Quốc có cái này khá là hay, muốn mở cho anh em coi một cái bonus nhỏ cho anh em coi. Đây anh em thấy ai quen quen không ạ? À? Đấy, trời, mặc đồ giống như là siêu nhân vậy anh em. Ok, thì đó là con ca phẩy chúng ta, đây là cái skin của con ca phẩy đây anh em. Đấy, mắt cả ngầu ra. Ok, khi anh em muốn quay cái skin này chúng ta phải có vé, số điểm vé để quay. Anh em mỗi lần là tốn 100 vé, 100 điểm vé đấy. Ok, chúng ta cùng coi cái skin của nó đây. Ai, trời ơi. Mình dịch ra cái skin này nó tên là gì? Trưởng đầu kéo, ca phẩy trưởng đầu kéo. Mình không nghĩ là cái dịch ra là nó
nó như vậy. Không biết là dịch ra xét nghiệm nó là cái gì, thì anh em thấy cái skin này nó giống cái gì thì anh em hãy comment bên dưới ha. Chứ mình thấy skin này mắt cả ngầu ra anh em ơi, rất là hợp với cái bộ tóc trắng của nó luôn. Đây mình sẽ soi vài skill khi mà có skin đây anh em. Đây thì kỹ, úi rồi ôi thôi đấy, trời ơi ngầu lòi anh em ơi. Đấy anh em đã có suy nghĩ về gì về cái skin của con ca phẩy này, mới cáo cạnh luôn nha anh em, mới vừa ra luôn đấy. Đấy trước giờ thì nó chưa có xuất hiện à, mới sau trước đó thì có con Terry, bây giờ là sao con ca phẩy, skin ca phẩy anh em. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trận đấu của con Cheat đó. Khi mà build với lại team gì thì anh em hãy coi thử coi có hợp với team hỏa hay không. Ok ok anh em, thì đang vào cái trận đấu có con Cheat hỏa đây. Thì tìm đỏ con mắt luôn. Thì mới ra được hai trận đấu có con Cheat hỏa, bởi vì em nó là như cái video trước mình có nói rồi, thì em nó cũng khá là kén team nên là kiếm được cái trận đấu cũng khá là khó anh em. Ok không nói nhiều nữa, mình sẽ soi cái team có con Cheat hỏa cho anh em coi. Thì team này đi với một cặp Airi, Yukio, có con cả con Gi nữa anh em, và con Orochi. Đấy, có Cheat nữa anh em. Cheat thì nên đi với lại Orochi để cộng cái huyết tố chú anh em. Trời, có cả Zero nữa nè. Team này là team hấp huyết rồi. Wow, toàn hấp huyết không anh em. Chỉ có con Gi là búp giáp siêu cho team thôi. Ok, coi team ở bên này coi. Cũng khá là nông dân anh em. Ông này, những ông này là thường là nông dân rồi. Có 2 triệu mấy lực chiến thôi anh em, nhưng mà BK khá là chất lượng. Ok, ta sẽ vào xem cái trận đấu này luôn. Coi con Cheat hỏa ở cái team ông này BK. Anh em thấy cái con gì không ạ? Nameless đó ạ. Wow, chà chắc sắp ra Nameless rồi anh em ơi. Mình sẽ thay cho anh em dễ xem. Chắc sắp ra Nameless rồi nên là mới nhá hàng như vậy. Úi rồi ôi, đẹp trai thực sự. Ok trời ơi. Ok, cái con Cheat hỏa thì sẽ được để ở hàng đầu. Thì cái thiệt kỹ của nó thì nó sẽ có phần trăm cao là sẽ được cộng hồi sinh đó anh em. Orochi khi thiệt kỹ cũng được hồi sinh nè. Đấy, khi mà đi với Orochi thì team khá là nhanh nhớt, giống như là được hai mạng vậy đó anh em. Ôi ôi, rồi 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 rồi, chết chết rồi ạ. Để hàng đầu, tại sao lại để hàng đầu anh em nhỉ? Không biết có hồi sinh hay không, rồi xong chết luôn. Rồi ơi, chưa đánh được phát nào hết, chết luôn anh em. Đấy thì nói về một chút về con Nameless một tí thì chắc là sẽ sắp có sự kiện ra cái con sự kiện ra con Nameless này rồi nên mới nhá hàng như vậy anh em. Sau thì chắc chắn là nó ra thì mình sẽ review bộ skill của nó cũng như là gameplay của nó coi nó như thế nào. Chứ mình hồi đợt thì mình có làm một cái video về cái gameplay của con Nameless. Đó, sau một chút tiệt kỹ của nó thì mình thấy nó là khá là bá đạo. Bởi vì nó như là thuộc team sĩ viêm anh em, đánh là thiêu đốt toàn cái địch luôn. Đánh đam AOE 6 mục tiêu nha anh em, toàn toàn team bên kia luôn đấy. Ok, team ông này thì ổng ý y anh em, ổng ý y là con Chirith là nó sẽ tiệt kỹ được và nó sẽ có hồi sinh nên ổng sẽ để hàng đầu. Đấy, bởi vậy để hàng đầu bây giờ chết trước anh em. Ồ, Zero ra rồi. Đấy, ok, trời, Yukio. Yukio bị câm lặng anh em. Ông này là ông chơi team gọi là fan cuồng của team Orochi rồi anh em ơi, bác xà rồi. Orochi này vẫn còn hồi sinh nha anh em. Nãy nó chơi được tiền kỹ nên sẽ còn hồi sinh. Ôi, ôi, ca phải bên kia đánh không có thấm bao nhiêu anh em nhỉ. Hamaru đợt này thì khá là nhiều ông sẽ cho vào trong cái phần chợ anh em. Những ông này nông dân thì sẽ không có 3 slot chợ rồi, chỉ có 2 cái slot để thay tướng thôi. Mùa này ở bên server Trung Quốc là sẽ có thay tướng anh em. Đấy, anh em nào muốn coi con Nameless thì có thể theo dõi kênh của mình. Đấy, để mình review cập nhật từng ngày, khi nào có cái gameplay cũng như là skill của nó mình sẽ mở cho anh em coi, cũng như nếu mà dịch được thì mình sẽ dịch cho anh em coi luôn. Thử coi phải nó là kem xí viêm hay không, hay là hồi nãy anh em tạt ngang qua có thấy là cái tư chất của nó không anh em nhở? Mình quên coi, tại nó vượt qua nhanh quá, máy mình mạnh quá nên nó vào nhanh quá anh em. Đấy thì hồi nãy hình như là không biết phải nó UR hay là LR anh em. Nhiều anh em đồn nó LR,
mà hồi nãy nó mới tạt ngang qua một cái. Thì để khi mà mình edit video mình coi thử coi nó là tư chất gì anh em. Anh em thấy thì anh hãy cùng em bên dưới ha. Ok, cái cặp Airy vẫn là bá đạo à. Trời ơi, con chít hỏa ở cái lần này đánh không có thấy đánh luôn anh em, không thể hiện được nhiều. Chúng ta sẽ vào trong cái trận kế tiếp cũng có chít hỏa và ông này sẽ đánh hai trận anh em. Đây thì con Airy vậy thì tôi chất UR rồi anh em. Để mình hồi nãy cái tư chất... Ui ôi đấy, chít hỏa vào đánh cái khều tái đây đây anh em. Úi dồi ôi, 2 triệu à. Khi mà con chít hỏa đánh thì nó sẽ có... Ui, để mình coi lại coi. À, cái hàng sáu nó cũng bị dính thiêu đốt luôn thì phải. À, hay là... À, cái này là chắc là ăn cái chiến hồn thiêu đốt tàn cục rồi anh em ơi. Trời ơi, ở bên team bên phải chúng ta yếu quá. Chiến hỏa lần này được thể hiện rồi anh em. Nhìn khá là ngầu, cầm hai cục lửa lam hai bên khá là ngầu anh em. Lửa tím chứ không phải lửa lam, lửa tím. Đấy. Thử coi lần này, à con chiến hỏa thì đợt này chắc không có bị đột tử rồi anh em ơi. Nên là không biết nó có, khi mà chơi thì kỹ rồi nó có hồi sinh hay không. Nhưng mà con chiến hỏa bình thường thì nó sẽ có tỷ lệ hồi sinh đó nè. Đánh ba đứa mà 2 triệu mấy lượt chiến thì ông này build con chiến này cũng khá là ok. Đây anh em. Ui ui. Được 1 triệu mấy lượt chiến nè. Đam nó khá là bé. Ông này build cũng khá là được nhưng mà đam nó khá là bé. Nên mình coi chiến hỏa của ông coi thử coi như thế nào. Đấy, đánh với lại một ông gọi là thua một lượt chiến một tí mà vẫn là win thì con chiến hỏa này thì thử coi coi ông build cái con chiến hỏa này có carry hay không. Chứ để hàng đầu là dạng như là để vừa tăng cơ vừa gây đam đấy nè. Ôi ông bên này yếu quá. Ông bên này chơi chiến hồn dạng như nông dân luôn đấy. Coi chiến hỏa ông này build coi. Không biết những chiến hồn là gì nhưng mà con này, ô con chiến hỏa này mới có 5 sao thôi anh em. Oh my god. Đấy giống như là anh em, ông này giống như là mấy ông đại gia mà tầm cỡ vài ngày nữa thôi thì sẽ có những đại gia lấy chiến hỏa thì sẽ build được y chang như thế này. Level 88 và 5 sao anh em. Nhưng mà đâm nếu mà thấy 5 sao mà đánh được 1 triệu mấy đến 2 triệu đam thì cũng khá là ok đấy anh em. Đấy nó liên quan đến những cái cộng tính năng cộng tàn cục, cộng đam tàn cục ở cái tính năng ở bên server Trung Quốc này nên là đam nó cũng cao như vậy. Đấy, đó, nói chung là chiếc hỏa này thì anh em cân nhắc rồi chơi thôi. Anh em nào ưa thích có thể lấy, còn không thì anh em đợi con Ly hoặc là những con boss UR khác cũng được. Đấy, rồi ok, thì hồi nãy anh em coi tạc ngang qua thử coi cái con Nameless hồi nãy nó là tư chất gì. Nãy xẹt ngang qua nhanh quá. Đấy thì em hãy comment bên dưới ha, thử có tư chất gì ha. Rồi anh em nào có suy nghĩ gì về con chiếc hỏa này, có nên đi thêm với team lửa hay không, có thích hợp hay không, hay là nó đi với team gì thì em hãy comment bên dưới luôn. Rồi nếu anh em thấy hay đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình, anh em biết rất nhiều nha.